Rồi, hello anh em. Thì bây giờ cứ cho chắc ăn đi. Thì Tuấn giới thiệu cho anh em, đầu tiên Tuấn phải test máy trước khi giao cho anh em. Hai máy Tuấn mới khui bì. Đây ạ. À. Và sẽ hướng dẫn anh em sử dụng tất cả những cáp ở trong này. Đấy, tất cả kia là hộp mới và Tuấn xin phép được khui bì và chiều nay sẽ có hai toa đi cho anh em. Thì đầu tiên Tuấn xin phép được giấu tên. Đúng không ạ? Một người ở Bình Dương. Ok. Tuấn cảm ơn một anh trai có số điện thoại 39 cuối ở Bình Dương. Ok. Đã ủng hộ một thiết bị chẩn đoán máy Motosiken. Và Tuấn cảm ơn một người anh em ở Đắk Lắk. Rồi, Buôn Mê. Có số 2 ở cuối cùng, Đắk Lắk. Nào. Đắk Lắk. Đây, số 2. Rồi, hai chủ nhân của hai thiết bị máy này Tuấn sẽ test trước khi giao cho anh em. Rồi, Bình Dương thẳng tiến Đắk Lắk. Hai này là thiết bị máy chẩn đoán Motosiken 7.0. Gồm theo cho anh em tất cả rắc cáp như thế này. Tuấn có đôi lời giới thiệu cho anh em. Tất cả full bộ. Tuấn xin phép cất một máy đi cho nó gọn, bởi vì cái bàn này không gian nó rất nhỏ. Ok. Và anh em đừng quên, đúng không ạ? Mua máy sẽ có tài liệu luôn. Rồi, ok. Đầu tiên thì anh em không thể nào, đúng không ạ? Không thể nào quên, thì đương nhiên sẽ kèm theo một sợi cáp để chúng ta kết nối với tất cả những dòng xe. Đây. Và đầu tiên tôi hướng dẫn cho anh em luôn. Cái dây màu đen này có biểu tượng chữ E này là dây mát nguồn để kết nối với máy. Dây màu đỏ là dây P, đúng không ạ? Là dây nguồn 12V nuôi thiết bị máy, bởi vì máy cần có âm và dương. Dây màu vàng được mang ký hiệu chữ K là Calais để chúng ta kết nối với IC để chúng ta đọc thông số 3 sợi dây. 3 sợi dây này hầu như phổ biến nhất trên dòng xe thị trường Việt Nam. Và sợi màu dây màu xanh này, rắc cái này để chúng ta kết nối với dòng Yamaha NVIS. Rồi, tất cả anh em nào không nhớ thì chúng ta có thể nhìn qua rồi cái tờ hướng dẫn Honda Piaggio. Rồi, rất nhiều ký hiệu E, KB. Thì đầu tiên anh em muốn cắm cái rắc này thì chúng ta phải nhớ cái sợi dây ở trên cái rắc DLC. Sợ nhiều anh em người ta đổi rắc thì nó rất nguy hiểm nhá. Nhớ E là dây màu xanh hoặc xanh sọc đen. Dây K là hồng sọc trắng, đúng không ạ? Cam sọc trắng. Anh em phải lưu ý nhá, cam sọc trắng. Rồi cái dây B là cái dây màu đen sọc trắng nhá. Còn cái dây này Tuấn đọc lại cho anh em là cái dây màu xanh sọc đen, dây mát. Dây calai cam sọc trắng, B là dây đen hoặc đen sọc trắng để nuôi thiết bị máy. Còn cái dây bên dưới cùng này là dây nâu để chúng ta xóa lỗi thủ công, lưu ý. Rồi, kèm theo cho anh em những sợi cáp như sau. Cái này để chúng ta, đúng không ạ, cắm với cọc bình để khi mà chúng ta những cái dòng xe Piaggio hoặc những cái dòng xe của IA có một dây calai để chúng ta phải mượn mượn từ bình âm và dương để nuôi thiết bị máy. Một cáp, cáp thứ hai, đó, hai cáp. Rồi, đây cũng là cáp nguồn, ba cáp, hai cáp nguồn. Đúng không ạ? 7.0 thì bây giờ tất cả dây rắc gọn gàng hơn cho anh em, dễ sử dụng hơn. Rồi, cái này để anh em làm những cái dòng xe ABS. ABS. Còn anh em nào ở khu vực không có thì chúng ta cất đi một sợi dây này. Đúng không ạ? Cất đi. À, không dùng tới, cắt đi. Hai sợi dây này chúng ta nên cắt đi, bảo mật cho nó tốt. Đấy. Bởi vì chúng ta ở quê ít xài. Cắt. Tất cả là 1, 2, 3, 4 cáp. Rồi, anh em đừng quên đây là bộ úp led. Đó. Để kèm theo cho anh em khi Motocan 7 có thêm một bộ. Đây. Rất gọn, bữa nay Motocan 7 rất gọn, ít cáp, đúng không ạ? Dễ sử dụng, đúng không ạ? Đấy, không rườm rà rất nhiều. Ok. Thì anh em đừng quên
Rồi, đây là một cổng cáp. Cái này để chúng ta đọc ID của những cái dòng xe loại một rắc, ba nút nhấn, tất cả những dòng xe H. Chúng ta đọc key và chúng ta đồng bộ luôn trên thiết bị máy, không cần phải xe. Copy key, đúng không ạ? Sao chép SCO, hầu như chúng ta làm đủ các kiểu đà điểu ở trên này. Đó là cáp làm kỳ. Rồi anh em đừng quên cổng cáp này sẽ làm cho những cái dòng xe của Isuzu. Ok, có 3 sợi dây. Cái này thì anh em về nhà anh em làm cho Đình Tuấn 3 cái cây nhọn nhé. 3 cây nhọn như cái kim ấy. Anh em hàn vào 3 sợi dây này. Và anh em chỉ cần đọc kia anh em cắm vào thôi. Đó, anh em làm giống này. Chúng ta ra ngoài tiệm chúng ta mua 3 kim hoặc là 3 cái lò xo của Shiptop Zimway. Chúng ta cắt ra nối vào đây để chúng ta cắm vào cho nó nhanh. Cầm 3 sợi dây kim, đúng không ạ? Kiềng 3 chân chúng ta cắm vào con SU là xong như thế này. Đấy thì anh em sẽ làm 3 kim. Anh em coi trên sơ đồ, đúng không ạ? Mục đích chúng ta muốn cắm là 3 điểm thì chúng ta cắm vào, đọc phịch ra ngay. Sai, cắm lại, không bị hư hỏng nhá. Đấy. Còn anh em đừng có hàn, hàn nguy hiểm lắm. Cắm vào, không bao giờ chết. Đọc một lần không được, đọc lần thứ hai, đầu lần thứ ba. Ok, đó. Đây. Và cái này anh em đừng quên cái này để chúng ta làm đọc những cái hộp SU loại 2 rắc cho những cái dòng xe A-Black, Clip, Valeo, Lit Vision 2 rắc. À, loại 2 rắc. Ok, đó. Đúng không? Đây là của Yamaha Suzuki. Đây, loại này 2 rắc, đúng không ạ? Những hộp của A-Black, Clip Vision Valeo. Ok, 2 bộ. Và cái này 1 rắc, đúng không ạ? Để chúng ta làm cho những cục của SH xong. Rất tiện và lợi. Đúng không ạ? Rồi. Nó đơn giản như vậy là cáp tôi đã giới thiệu hết cho anh em chừng này. Và Đình Tuấn chuẩn bị test máy. Và anh em đừng quên, nhà sản xuất đã đưa cho anh em, đúng không ạ, nguyên một bộ cáp. Cái này để về nhà lỡ sau này anh em thay thế nó bị đứt. Đấy, những cái rắc chuẩn đoán này anh em, anh em làm. Đấy, có thể sau này này, trong quá trình sử dụng lâu anh em lỡ tay cẩn thận nó bị gãy những cái này. Đấy thì anh em thay thế. Đây. Và nhà sản xuất người ta rất kỹ cho anh em, là người ta thêm cho anh em ít chì. Sợ chúng ta ở quê chúng ta không có chỗ bán chì ấy, đúng không ạ? Đấy thì nhà sản xuất sẽ kèm theo cho anh em một khúc chì. Khúc chì này kèm theo có khoảng 50 phân, 40 phân gập ở đây để anh em về nhà anh em tiện lợi và anh em hàn luôn. Và đồng thời ở trong này sẽ có một dàn cầu chì, đúng không ạ? Để anh em thay thế cầu chì ở đây. Khi chúng ta cắm lộn thì bị nổ cầu chì đấy. Anh em tháo ra thay cầu chì. Đây. Ok chưa? Đấy, dây cầu chì. Đấy. Cái này thì anh em đôi khi thay thế rắc thì anh em khỏi cần phải mua chì, đúng không ạ? Chúng ta nhớ ngay, ở trong thiết bị có chì, nhà sản xuất người ta chu đáo vậy. Đấy, người ta cứ chia cho anh em ít chì. Đấy, về nhà anh em thay thế. Chứ nhiều lúc cái rắc này nó gãy này. Ok, anh em lại không có chì, đi khoảng 30-40 cây số mới mua được chì. Ồ, ok, thì mình đừng quên mở trong này ra, nó có chì. Ok, thì bây giờ Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em, đúng không ạ? Đọc thiết bị máy và chiều nay sẽ phải lên toa. Ok. Chúng ta
quay lại xe để kết nối với Jackaline. Rồi, chúng ta đừng quên Jackaline dây màu đen được mang ký hiệu vào dây màu xanh mát mà. Rồi, dây màu vàng được mang ký hiệu K kết nối vào cam sọc trắng an toàn nhá. Rồi, dây màu đỏ được mang ký hiệu P đúng không ạ? Kết nối vào dây đen hoặc đen sọc trắng. Rồi, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bật khóa điện lên để kiểm tra thiết bị. Tuấn test cho anh em rất kỹ trước khi giao nhá. Ok. Còn anh em nào nâng cấp máy chuẩn đoán Motoscan đúng không ạ? Anh em liên hệ cho Đình Tuấn gửi máy về ngay để Đình Tuấn được nâng cấp cho anh em nhá. Đấy, tất cả anh em nào đang dùng thiết bị máy chuẩn đoán Motoscan 5.8, 6.1, 6.3 lên 7.0 inbox. Có cái này full biên bản mới đúng không ạ? Đây, kiểm tra. Đây. Con này là ngày mùng 4 tháng 8 2020, máy này máy mới nhá. Ok. Có anh em nào có nhu cầu nâng cấp lên 7.0 anh em inbox. Rồi, Motoscan 7 đúng không ạ? 70, ok. Rồi, anh em đừng quên phải vào kết nối với xe, lập trình khóa smart key, chức năng đặc biệt rất nhiều ở trong này cho anh em. Và thông tin của máy, Tuấn làm nhanh cho anh em dễ hiểu, kết nối với xe Honda. Ok, ok, ok. Xe này lít 110, bấm ok. Đọc mã lỗi xem sao. Rồi, xe này đang có rất nhiều lỗi, đúng không ạ? Nó chỉ là cái lỗi quá khứ, cái lỗi ngày xưa. Rồi, bạn nô thoát ra, bạn vào cái mục xóa lỗi cho tôi. Rồi, mã lỗi đã được xóa, đúng không ạ? Cái này mới gọi là xóa mã lỗi thôi. Cái này đêm chúng ta đang ngủ mà cứ nằm mơ tới là Nhung ơi. Và đôi khi chúng ta đang nằm bên chị nhà mà chúng ta cứ gọi Nhung, thì chúng ta phải xóa bỏ đi. Cái lỗi này là cái lỗi quá khứ, mà ngày xưa cái mối tình đầu của anh em luôn luôn yêu, đúng không ạ? Luôn luôn thao thức chờ ai, đúng không ạ? Sau khi này chúng ta đã có điều kiện và không còn có duyên với người đó nữa, nên bây giờ chúng ta đã lập và có gia đình riêng. Chúng ta hãy sống tốt với vợ con chúng ta. Chúng ta cần phải khôi phục, reset là SM, là cái bộ đầu chúng ta. Để đêm mai chúng ta ngủ không mơ tới Nhung nữa. Tiếp tục chúng ta vào bước thứ 3. Ok. Rồi. Chú ý. Kết thúc công việc này cần ngắt kết nối. Rồi. Đêm mai chúng ta ngủ sẽ không bao giờ mơ tới Nhung. SM là khối điều khiển trung tâm đã được khôi phục lại dữ liệu gốc. Ok. Vậy đêm mai chúng ta sẽ ngủ ngon lành bên vợ, bên con chúng ta. Rồi, kết thúc. Vậy máy yêu cầu chúng ta phải ngắt kết nối, nổ máy guarantee. Thì bây giờ Đình Tuấn đang giới thiệu, thì Đình Tuấn vui lòng bỏ qua cái trạng thái như thế này. Khai chủ à? Trả nhá không? Trả nhá rồi mở ra, anh kiểm tra lại lò xo. Cái co xăng thì tháo ra thay con Vespa cho anh. Vespa của anh dán keo á. Rồi, ok. Thì chúng ta tiếp tục vào cái phần thông số điện hành để anh em xem đọc dữ liệu. Và trong này máy rất nhiều nhá, những chức năng. Nhiệt độ máy 36, đúng không ạ? Sẽ là chúng ta biết rằng điện áp sẽ là 2V4. Nhiệt độ khí nạp IAT là cảm biến gió, ok. Và điện áp. Con này có MAP thì đúng là con này thông số đang chuẩn 99 kPa, điện áp khoảng là 2V8. Rồi, góc mở bấm ga, điện áp sẽ là rất chuẩn cho anh em. Rồi, tốc độ máy không vòng, góc chấn lửa không vòng, thời gian full không, đúng không ạ? Aqui O2, đúng không ạ? Thì tùy theo dòng xe, có dòng xe 3V8, có dòng xe 4V9, chúng ta phải lưu ý. Xe chưa nổ máy, ECM tối ưu đang nằm ở trong 0.998. Rồi, bơm nhiên liệu chống phụ trạng thái khởi động rất ok. Rồi, IACV hiện tại đang nằm ở 113 bước. Tín hiệu IACV 0.97 G/S. Và sau này có rất nhiều chức năng, đúng không ạ? Đọc mã lỗi. Rồi, ở trong này có rất nhiều, bạn có muốn chuẩn đoán nâng cao không? Đúng không ạ? Bạn bấm no hoặc yes. Nếu xe bị trị tạng như thế nào, các bạn vào tiếp tục bấm yes làm theo máy như sau.
Rồi, không thể nổ máy, lỗi anisotop, đúng không ạ? Hao xăng nhiều, rất nhiều vân vân ở trong này. Không quay đề, òa ga liên tục, òa ga ngẫu nhiên. Đúng không ạ? Không có guarantee, khó khởi động cơ khí kim phun. Rồi, hụt ga khi tăng tốc, đúng không ạ? Yếu máy, không bốc thì anh em có thể vào đây tham khảo kế tiếp. Toán chỉ giới thiệu livestream về thiết bị máy để chiều nay củng cố gửi cho anh em hai thiết bị máy. Một máy đầu tiên đã hoàn toàn thành công. Đúng không ạ? Bây giờ Tuấn xin phép, đúng không ạ? Tắt nguồn để kiểm tra máy thứ hai. Anh em nào mua máy thì cứ ủng hộ Đình Tuấn. Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em đầy đủ và một cái phí gì online cho anh em play. Tài liệu cung cấp tới tận nhà cho anh em. Chỉ cần anh em nổ tài khoản, Tuấn sẽ ship cọc máy ngay chiều nay. Tuấn cảm ơn hai vị anh em, một người ở Bình Dương và một người ở Đắk Lắk. Yêu mến Điện Toán đã ủng hộ hai thiết bị máy chuẩn đoán Motosiken 7.0 phiên bản mới nhất hiện nay. Rồi, Tuấn có thể review nhanh luôn, có thể anh em nghe không kịp, rất mong anh em thông cảm ạ. Ok, bữa nay nó đang chuẩn bị dần dần như kiểu MC rồi, ok. Rồi, cái này thì anh em hãy siết hai ốc này cho nó chặt lại. Còn bây giờ Điện Toán đúng không ạ? Test máy nên cần không cần phải siết. Ok. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm thêm thiết bị máy thứ hai bên tay phải. Bật khóa điện lên. Rồi, Motocross Scan 7 7.0. Rồi, đầu tiên chúng ta lại kết nối với xe, lập trình khóa Smart Key, chức năng đặc biệt ở trong này rất nhiều cho anh em. Ra lập tín hiệu, kiểm tra ECM đúng không ạ? Cảm biến, kiểm tra ắc quy. Đây. Đó, rất nhiều cho anh em. Đấy. Rất nhiều. Ok, thoát ra. Thông tin của máy. Rồi, con này là Motoscan 7 đúng không ạ? Máy mới luôn. Xin phép anh em đang livestream máy như này, các bạn nhìn vào biết là máy mới luôn. Ok. Rồi, chúng ta lại kết nối với xe vào tiếp tục Honda. Ok, Việt Nam lít 110 đúng không ạ? Đọc mã lỗi. Ok. SM không có mã lỗi bởi vì chúng ta vừa dùng thiết bị bên trái này xóa và khôi phục lại thì máy bên phải sẽ là không mà lỗi, chuẩn, không cần chỉnh. Rồi, no. Chúng ta vào thông số hiện hành, lướt qua một lướt. Rồi, ok. Rồi, ok. Vậy bây giờ chúng ta tắt khóa điện. Tuấn livestream cái này là công khai cho anh em luôn. Còn tiền bạc vật chất với Đình Tuấn, anh em người ta tin tưởng. Anh em thấy không? Tuấn xin phép. Tài khoản của Đình Tuấn mới nổ lúc 11 giờ 32 phút, đúng không ạ? Ngày 14 tháng 8 2020, 16 triệu 800 ngàn, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mới gọi là 11 giờ 50 phút. Thì anh em đã nổ tài khoản lúc 11 giờ 32 phút. Rồi, đấy, hiện tại tài khoản đây đang là 37 triệu. Ok, Tuấn cảm ơn. Và lúc sáng có một người anh em nổ tài khoản 3 triệu vào lúc 10 giờ 4 phút ngày 14 tháng 8 2020. Chỉ cần anh em nổ tài khoản, tất cả thì Tuấn sẽ ship cop cho anh em. Anh em cứ yên tâm, đúng không ạ? Sống với Đình Tuấn là phải ngay, phải thật, đúng không ạ? Sẽ sòng phẳng, sống thoải mái, tình nghĩa anh em.
Còn một tài khoản ngân hàng, đúng không ạ? Vietcombank ngày hôm qua nổ lúc 15 giờ 48 phút ngày 13 tháng 8 20 nổ tiếp tục 18 triệu 300, đúng không ạ? Đấy. Online và chuyển tiền máy chuẩn đoán Motoscan. Bởi vì Motoscan là trị giá ở ngoài thị trường là 16 triệu 800, đúng không ạ? Cộng một học phí 1 triệu rưỡi sẽ là 18 triệu 300. Ok, người ta ghi rất rõ chuyển tiền học online cộng máy Motocan 7 của Ri. Nhớ đấy, anh em cứ như vậy vẫn sẽ ở bên em, anh em mãi mãi, anh em cứ thoải mái. Nhiều anh em đúng không ạ, số tiền mua thiết bị máy này giá trị rất lớn, nhưng anh em đã gửi cái lòng tin vào cho Tuấn thì Tuấn sẽ làm hết khả năng cho anh em, không bao giờ lấy những cái tiền đó của anh em mà không ship máy đâu. Tất cả máy lỗi lầm bị cái gì thì chúng ta làm ở trên đời này, cuộc sống cha mẹ sinh ra thì trời sinh tính, ngón tay có ngón ngắn ngón dài, đúng không ạ? Cái gì cũng vậy, có lỗi lầm gì thì anh em cứ inbox cho Tuấn, đúng không ạ? Sẽ phục vụ anh em nhiệt tình. Ok, cho xin một like. Rồi, xin chào anh em. Thì anh em cứ sống thoải mái với Tuấn, Tuấn sẽ làm hết khả năng với anh em, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi với nhau một con đường rất dài ở phía trước. Và chiều nay toa hàng Tuấn xin phép được anh em rất nhiều toa hàng luôn. Ở đây là hai toa cho hai vị khách, một ở vị khách ở Bình Dương và một vị khách ở trên Đắk Lắk. Hai thiết bị máy, được chưa? Hai máy này Tuấn lấy xe một dàn xe test và anh em thợ đang làm ở phía trước. Và chiều nay những hóa đơn thì Tuấn lên rất nhiều, anh em thấy không? Không bao giờ giấu nhá. Đây, hầu như tất cả một tập đều lên, anh em thấy không? Đấy, đây nữa này. Tuấn live stream là live trực tiếp luôn cho anh em, chứ không bao giờ sửa file Photoshop. Đấy, rất nhiều. Đúng không ạ? Toa thì điện Tuấn nó phải ghi trước ở đây, đúng không ạ? Nhờ anh em dàn lối ghi cái địa chỉ bên dưới, Tuấn chỉ đền thông tin của anh em là xong. Đấy, chiều nay trong tay thì Tuấn chỉ còn vài bộ nồi nữa thôi là hết nồi. Tuấn chỉ ưu tiên cho anh em khoảng 1 đến 2 bộ. Hiện tại Tuấn không còn bộ nồi nào nữa. Tuấn hy vọng ở trên cộng đồng mạng anh em nào có nồi niêu song chảo, đi mua ve chai, bán ve chai, hãy inbox để cho Đình Tuấn, để Tuấn gia công, để gửi cho anh em có bộ nồi chạy ok hơn. Hiện tại trong cửa hàng thì không còn nồi nhiều, tương tác may lắm chỉ còn 10 bộ thôi. Đấy, không có nhiều, Tuấn chia sẻ thật luôn. Chưa bao giờ hiếm nồi như hiện tại. Tuấn hy vọng tất cả anh em cộng đồng mạng của Đình Tuấn, anh em nào, bạn bè nào có búa ba càng, chuông của tất cả những dòng Honda, anh em hãy để và bán lại cho Đình Tuấn. Tất cả tiền ship cóp Tuấn sẽ chịu và đồng thời sẽ gửi anh em, đúng không ạ? Những số tiền mà anh em đã bán nồi cho Tuấn để về nhà gia công. Gia công tiếp tục phục vụ cho anh em. Nồi thì Đình Tuấn sẽ rửa cho anh em láng o, một bộ nồi tương tác Tuấn chỉ kiếm vài chục ngàn thôi. Tiền rửa cho anh em và tiền gia công, được chưa? Đấy, một bộ nồi này Tuấn chỉ kiếm vài chục ca thôi. Tuy nó rất nặng, lợi nhuận không bao nhiêu, nhưng đó là tình nghĩa anh em. Kể cả những áp bơm này anh em thấy không? Bán một bộ áp bơm này trị giá không lời bao nhiêu, nhưng anh em cần là thì Tuấn sẽ ship. Đúng không ạ? Kế tiếp thì Tuấn sẽ ship tất cả những con cảm biến, đúng không ạ? Trên xe này cái nào hay hư Tuấn sẽ công bố và bán cho anh em luôn. Đấy. Sau này Tuấn sẽ tổng hợp cho anh em vào một cái nhóm để chúng ta giao lưu chia sẻ tất cả văn bận. Những anh em nào khóa trước khóa sau Tuấn đều nhớ ở trong cái nhóm, để sẽ có một ngày Tuấn sẽ dồn luôn cho anh em một nhóm để chúng ta hội tụ tất cả anh em toàn quốc Việt Nam. Đấy, và số lượng nồi vừa rồi gấp 3 như thế này đã đi hết, chỉ còn chừng này thôi. Và chiều nay Tuấn sẽ phải đi tiếp khoảng mười mấy bộ, sẽ dần dần sẽ đi hết, kể cả mô bình sườn. Đúng không ạ? Bữa anh em thấy không? Nồi trong bao tải còn rất nhiều, nhưng hiện tại nó chỉ còn khoảng vài chục bộ là hết. Rồi, còn cái bàn này thì Tuấn luôn luôn vít như thế này để test tất cả những hộp SU nào bị lỗi, bị không trước khi gửi cho anh em. Chỉ cần anh em tin tưởng thôi. Trời ơi Thiện, em không mang cái rè đó ra Thiện, để cho nó sơn Thiện. Sơn đúng cái màu ấy chứ. Cái rẻ đấy, rẻ sơn lại không có bạc chứ. À, phải mang đi chứ.
Rồi đây là một cục IC, chút xíu Tuấn sẽ khui ra và đồng thời sửa luôn cho một người anh em mới mang tới. Con này bị mất, đúng không ạ? Mất đánh lửa. Bơm xăng vẫn có, nhưng tiền lửa điện cao áp không có. Con này tí tháo ra, hai con bóc phét Chasito đánh lửa, đúng không ạ? Được mang ký hiệu 4008ZB. Làm cái nồi Vespa cho anh em. Chiều anh kiếm mấy đồng, khổ quá. Còn sau này Tuấn sẽ livestream trực tiếp chỉ cho anh em những mặt đồng hồ và led luôn. Tuấn hy vọng nếu anh em nào có khả năng, có tư duy tốt, anh em nhìn qua màn ảnh nhỏ Tuấn livestream thì anh em sẽ sửa được những mảng đồng hồ. Tất cả mảng đồng hồ và đèn led sau này tương lai Tuấn sẽ chỉ cho anh em làm miễn phí. Ok. Còn cái nồi đang bị gợn gợn ở tốc độ giải 4 đến 50 km/h thì anh em phải mất phí ở cái giai đoạn này, rất mong anh em thông cảm. Bởi vì sao? Tuấn phải bỏ ra một thời gian rất dài và để thành công được ngày hôm nay thì đương nhiên không thể nào là miễn phí. Bởi vì anh em làm, anh em có tiền thì anh em phải gửi lại cái phí. Nhưng thật sự anh em học bỏ phí một lần nhưng anh em kiếm tiền được trọn đời. Nên anh em phải thông cảm cho Tuấn ở vấn đề đó. Rất mong anh em thông cảm. Và nhiều vấn đề, nhiều anh em comment hỏi bảo Đình Tuấn hôm nay có một người anh em hỏi bảo comment cho Đình Tuấn tới 10 lần cũng không thể nào trả lời tin nhắn. Anh em rất thông cảm, đôi khi những cái comment anh em comment Tuấn không thể nào nhớ nổi. Đôi khi sai sót sai thì anh em bấm ngay số điện thoại của Tuấn ghi trên tường. Anh em bảo alo, Tuấn ơi vừa rồi mình đã gửi cho anh em 7-8 comment nhưng không thấy anh em trả lời. Không phải Đình Tuấn khinh thường gì ai cả, nhưng thật sự nó rất bận rộn. Rất mong anh em nhấc điện thoại lên alo một cái và chúng ta tiếp tục vào Messenger hoặc Zalo, chúng ta truy cập và nói chuyện kế tiếp. Rất mong anh em đồng hành và thông cảm cho Tuấn trong thời gian, đúng không ạ? Nó rất bận. Thì anh em thắc mắc về thiết bị máy thì Tuấn livestream trực tiếp cho anh em ở đây. Tất cả những thiết bị máy ở đây là nó phải ok. Lỗi cái gì thì Tuấn sẽ đổi cho anh em máy khác luôn, đúng không ạ? Bởi vì thiết bị mà, đúng không ạ? Không cái gì chúng ta nói trước được. Rất mong anh em đồng hành và thông cảm. Mệt lắm, đúng không ạ? Một ngày nói, đúng không ạ? Like và dạy nó phải khản hết cả họng. Rất mong anh em thông cảm. Có cái online lấy số tiền anh em vậy quá nhỏ. Với Đình Tuấn hiện tại quá nhỏ, nhưng với anh em là quá to. Nhưng kiến thức Tuấn muốn mang lại cho anh em là vô vàn. Một đêm Tuấn phải giảng cho anh em khoảng 2 tiếng, kéo dài trong vòng khoảng 2 tuần với học phí như vậy nó quá rẻ. Và tất cả đợt kế tiếp đây, anh em đã đăng ký tới 30 quyển tài liệu. Những anh em nào đăng ký kế tiếp, Tuấn sẽ bàn giao cho anh em. Và chúng ta sẽ tung tăng vào 3 đêm online. Tất cả thông tin các bạn và anh em Tuấn đã ghi vào, chỉ cần anh em nhận những quyển tài liệu và anh em đã chụp lại những tấm hình và đã gửi, Tuấn đã gửi tài liệu thì anh em chụp lại, Tuấn sẽ đưa vào một cái nhóm, Tuấn sẽ diễn cho anh em khoảng 3 đêm. Tuấn hy vọng 3 đêm đấy anh em hiểu tất cả về những con cảm biến trên phun xăng điện tử, phân tích dữ liệu, những con relay, những cục bô bịch sườn. 3 đêm Tuấn hy vọng mang lại nhiều yếu tố cho anh em thành công nhất khi anh em mua combo 3 món tài liệu và một bóng đèn led. Còn anh em cần gì bất kỳ về một thiết bị nào, đồng hồ hoặc là áp bơm hoặc là nồi niêu song chảo, mô bên sườn, tất cả cái gì anh em cần, anh em cứ inbox. Rồi anh em nào cần về thiết bị máy, đúng không ạ? Anh em cứ inbox cho Đình Tuấn. Mua máy làm ngay nhóm học online 50%. Đặc biệt anh em mua máy Tuấn sẽ đọc cho anh em phân tích dữ liệu full tất cả, đúng không ạ? Đấy, để anh em làm con xe biết cảm biến này đúng hay sai. Đấy, nó như thế nào để chúng ta phải biết về nó. Rồi hai vị máy này, một Đắk Lắc trái, Bình Dương phải, chúng ta thẳng tiến, Tuấn đưa vào bì, đúng không ạ? Và đưa vào thùng. Rồi khi nào mà anh em nhận được thiết bị máy này, anh em vui lòng chụp lại màn hình và thông tin địa chỉ để Tuấn cài đặt, đúng không ạ?
phần mềm Motodata miễn phí cho anh em trong vòng 1 năm như thế này. Anh em lưu ý, tất cả anh em mua máy Tuấn sẽ tặng cho anh em một phần mềm kèm theo mấy máy là phần mềm Motodata như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng được 1 năm miễn phí. Tuấn sẽ hướng dẫn luôn. Đầu tiên anh em nào xài những con này thì anh em vào CH Play. Anh em vào CH Play đúng không ạ? Anh em tải phần mềm Motodata. Đây. Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em và đồng thời sẽ cài đặt cho anh em. Anh em vào CH Play, tải Motodata. Đấy, rồi anh em điền đầy đủ thông tin. Ví dụ cửa hàng Đình Tuấn là đây, Nguyễn Đình Tuấn, địa chỉ tại 389 Ngô Gia Tự, thị xã Nhân Bình Định. Điện thoại, đúng không ạ? Đấy, anh em mua cái máy này của sản xuất, à mua của đại lý nào thì anh em ghi đại lý của Tega Đình Tuấn, đúng không ạ? Rồi, anh em sẽ bấm tiếp tục mũi tên. Để Đình Tuấn sẽ gửi cho anh em một cái mã để anh em kích hoạt. Và anh em vào trong này xem rất nhiều. Tra cứu. Đúng không ạ? Honda. Chúng ta muốn làm Smart Key của A-Black. Đây, ở trong này sẽ có 4 hạng mục, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hạng mục. Đầu tiên tra cứu mã lỗi màu dây, tra cứu sơ đồ Oleo, Smart Key, đúng không ạ? Vân vân, tra cứu chân IC. Chúng ta muốn làm Smart Key. Rồi, chúng ta chọn vào cái hình biểu tượng chìa khóa. Rồi, đấy. Hiện tại cái này phần mềm cũ người ta đưa cho anh em 4 sợi dây. Thì bây giờ anh em chỉ cần làm 2 sợi dây hàn vào là xong. Hai sợi dây đâu rồi nhỉ? Trắng và xanh. Đây, trắng xanh. Mục tiêu còn lại anh em chỉ cần hàn vào cái chây màu xanh, lá và dây trắng, dây đỏ và dây mát bỏ. Được chưa? Đấy, ok, được không ạ? Trong này rất nhiều. Rồi, anh em muốn báo thay dầu để reset, bấm vào con thuyền. Thuyền, đấy, ký hiệu con thuyền. Rồi, trong này. Đấy, tua đồng hồ. Tua đồng hồ, tắt đèn báo dầu, khóa sở mất kỳ. Đấy, trong này rất nhiều. Đó, tất cả miễn phí khi anh em mua sản phẩm bên Đình Tuấn. Chúng ta thích thì cài đặt trên điện thoại hoặc trên laptop. Và kèm theo cho anh em 3 quyển tài liệu. Rất phê. Mua máy 3 tài liệu. Kèm theo phần mềm này nữa, còn gì nữa không ạ? Làm nhóm học online nữa luôn. Tuyệt vời. Inbox anh em ơi, anh em nào yêu mến Điện Toán inbox inbox nhá. Inbox cảm ơn tất cả anh em. Đây hai chủ nhân. Này đã chuyển khoản này. Đó, Tuấn lưu ở trên bill là online đã chuyển khoản này, một máy này, Motoscan này 7.0 biên bản mới. Công thử xe, chào anh yêu. Sướng không? Mua máy làm nhóm học online, mua máy được tặng phần mềm Motodata trị giá trong vòng 1 năm. Ok, kèm theo mấy máy. Tặng luôn 3 quyển tài liệu. Đúng không ạ? Full màu, full trắng đen. Ở trong đấy Smart Key như thế nào chỉ hết. Quá ưu đãi quá. Đây, quyển trắng đen. Nhăn. Một quyển full màu. Một phần mềm Motodata miễn phí trị giá 1 năm cho anh em khi mua sản phẩm. Làm nhóm học online tặng luôn 50%. Được chưa? Ok. Tuấn chơi hết mình với anh em trên mạng Facebook. Chỉ cần cuộc sống sau này Đình Tuấn đang mơ và ước sau này thành công thì tất cả phun xăng điện tử sau này nó rất rẻ để Đình Tuấn giảng dạy cho anh em. Tuấn nói là phải làm sau này cái mảng về đồng hồ, đèn LED, có thể luôn cả IC. Sau này để anh em ủng hộ Đình Tuấn đông rồi. Đình Tuấn mãn nguyện với những gì ngày xưa mình đang mơ, đang ước, không ngờ được ngày hôm nay. Thì Đình Tuấn tất cả là miễn phí cho anh em sau này. Hoặc anh em nào chưa được học. Còn anh em nào học khóa trước rồi thì tất cả cái này miễn phí. Anh em nào chưa được học thì cái giá học nó rẻ lắm. Được không ạ? Như một lần học, số lượng phải đủ tương tác.
Bùng nổ hết trong tương lai gần thôi, 1 năm nữa thôi, anh em cứ chờ và đợi, sẽ có tất cả. Nhớ mày vào CH Play tải Motorata về nhá. Đấy, tải Motorata về rồi điền đầy đủ thông tin đây. Đấy, má. Đấy, mã khách hàng của Tiến Tuấn là 16788. Khách hàng Nguyễn Đình Tuấn, địa chỉ. Đấy, anh em điền đầy đủ thông tin vào, sẽ gửi cho anh em một cái mã kích hoạt là xong. Chúng ta được dùng được 1 năm. Ok, rất nhiều. Tra cứu tài liệu. Honda A-Black. Ok, sơ đồ nguyên lý hoạt động. Thông số kỹ thuật. Mặt dây trên xe, hệ thống phanh xe điện tử lắp ráp. Sơ đồ mặt điện. Đấy, chúng ta phóng ra. Còn ở trong này thì Tuấn cũng in cho anh em một quyển sơ đồ y xì như thế này, đúng không ạ? Tất cả những cảm biến của những dòng xe hầu như gần rất nhiều. Đây. Đấy. Ok chưa? Đấy, để chúng ta về nhà chúng ta tập mà. Khi cảm biến xuất hiện cái lỗ số 8, kiểm tra 3 sợi dây nguồn và 5V là mát và 5V, VCC là 5V này, SG là mát này, mát nó kéo này, và dây tín hiệu, đúng không? Và sọc xăng. Ok, đấy, kèm theo cho anh em như thế này này. Ôi rồi, nhiều lắm, anh em cứ thoải mái đi. Rồi trong này ấy, ở trong này nó có cái này nữa này. Ở trong này có ký hiệu màu dây này, áp suất này, nén xin lăn này, tỷ số nén buồng đốt động cơ, chúng ta vào đây, đúng không ạ? Góc chấm lửa chúng ta muốn coi tất cả dòng xe vào đây. Đây. Đấy, dòng Honda này A-Black này, đấy, 10 độ. A-Black 212 7 độ. Ok chưa? Đấy, ở nhiệt độ này anh em muốn chuẩn là nhiệt độ phải từ 6 đến 80 độ C. Chúng ta coi cái này mới chuẩn đấy. Lại 4 triệu này anh em này, thấy không? Đấy, lại 4 triệu này, có người chuyển khoản này đấy. À, anh em cứ nổ tài khoản, còn đằng sau có Đình Tuấn gánh vác lo hết. Nhiệt độ này anh em muốn coi ở góc chấm lửa này thì anh em phải nhiệt độ phải trên 60 độ C đến 80 độ C nhá. Đấy, chúng ta không cần phải nhớ đau đầu. Vào đây. Rồi, tỷ số nén buồng đốt động cơ. Đấy, A-Black. Đây, chúng ta vào đây. Rồi, dòng giò này và điện nạp ắc quy này vào đây, đấy. Dòng giò này, điện giò tối đa này, 0,1 mA này, nạp bình thường này, đúng không ạ? Đấy, 0,3 này, A này, 5 đến 10 giờ này, nạp nhanh này, đấy, khoảng 5 giờ, ok. Chịu khó, từ từ là nó ra hết. Chẳng có gì mà khó trong này cả. Đấy, ok. Ký hiệu màu dây này. Ở đây nó hiện thị ra là mã khách hàng này, Nguyễn Đình Tuấn này, sử dụng tới ngày 23 tháng 4 2021, ký hiệu màu dây. Về nhà đọc từ từ. Black. Dây màu đen. Cái này nhiều em, nhiều anh em học lớp 1 ấy, học sinh bây giờ ấy, người ta rất giỏi với cái này. Đúng không ạ? Đọc ba cái từ tiếng Anh này đọc như vẹt. Nếu con thì Tuấn hiện tại đang học lớp 1 thì đọc tất cả ký hiệu màu dây này thì đọc như vẹt. Black E Blue đúng không? G R W O đúng không? Đấy, chúng ta sẽ từ từ sẽ ra và chúng ta sẽ ghép lại là xong. Không, trên đời này không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền. Ok chưa? Đấy, ok. Còn ở trong tài liệu trong này đã ghi rất rõ cho anh em. Không cần phải màu, ok. Cái này xe sơ đồ SM của xe Yamaha NVIS. Chân số 1 cam mát bô bịt sườn. Chân số 2 đúng không ạ? Đen vàng mát bơm xăng. Xe không nổ ghi ở đây luôn. Chân số 3 đen vàng mát bơm xăng để không nổ. Chân số 4 trắng đỏ đúng không ạ? Kích CKB 12 đúng không ạ? Lỗi 12 đấy, xe không để được. Anh em nào mắt mờ mắt yếu nhìn trong này luôn cho nó rõ.
toán soạn thảo quá kỹ cho anh em. Rồi, đấy, SU. Đây, SU này của Smoky SH. Còn lấy con nữa, con lít nhỉ. Yamaha. Vị trí chân SU của lít đây. Nhớ ạ, sau này có tiền thì chúng ta có cả tất cả, anh em hãy cố gắng. Đây, được chưa? Tuấn ghi ở đây nó còn rẻ hơn ở đây luôn. B7, B6 này. Đấy, anh em coi ở đây nó còn rẻ hơn. Cứ làm như theo cái sơ đồ này thì rất phê này. Cứ đếm chân SU là xong. Còn cái gì khó khăn trong nhóm học, Tuấn sẽ diễn cho anh em sâu hơn. Diễn anh em khoảng một đêm thì chúng ta mã hóa hết tất cả SU. Đấy, nhiều lắm. Pháp sư. Ừ, đấy, mua máy nhá, yêu tiền cơ đấy nhờ. Sống tình nghĩa anh em phải như vậy. Rồi, cái này giờ gói gọn, chuẩn bị chiều nay lên đường. Rất nhẹ nhàng, tình cảm thôi, nhờ đôi tay. Phải nhịp nhàng, phải nhẹ nhàng, đúng không ạ? Thanh Nguyên ơi, làm em ủng hộ em cái, anh trai ơi. Nhân tay lên. Trời, tin nhắn em nha, nhắn tin quá nhiều luôn. Một ngày bao nhiêu tin nhắn anh em thấy không? Ôi giời, rất nhiều. Điện thoại phải re một ngày không bao giờ dưới 50 cuộc hiện tại. Đúng không ạ? Chúng ta cứ truy cập vào số điện thoại Điện Tuấn, đúng không? Cho check ăn. Đấy, cái này là em nhận được máy rồi nha anh. Đấy này, thấy không? Cái này là Zalo, Facebook. Đấy, rất nhiều anh em thấy không? Rồi, trong này nhiều lắm. Triệu tư gì đây? Đấy, trời ơi, đã gửi ảnh rồi này. Đấy, anh trai kiểm tra tài khoản đồ này. Đấy, đặt những đồ trong này nhiều lắm. Ok. Thôi, clip Đình Tuấn livestream tới đây là kết thúc. Tuấn xin chào tất cả anh em. Chuẩn bị giờ ship hàng, lên toa, đóng thùng. Chuẩn bị chiều nay 5 giờ thẳng tiến ra bưu cục. Xin chào nhá. Chào anh em. Chào anh Thanh Nguyên, chào bạn già Quốc Sơn. Đấy, anh em thợ ngoài này đang đục, đang kẹt ngoài này. Đấy, lại đang độ chế cái này này. Người ta mau này hay nghịch thế chưa? Hả? Cái này cái gì vậy Thiền?
anh em nào mua mô hình này Tuấn bán luôn nhá, bán luôn đấy, anh em nào mua cái này bán luôn này, hai cái bán bỏ cái. Quá nhiều đồ anh em ạ, chỗ nào cũng thấy đồng hồ. Đồng hồ, máy tính bích lông khống ấy. Này, đồng hồ dưới này thế này. Em thấy không? Trời ơi. Quá trời. Đấy, đồng hồ. Có hết đâu. Trời, IC này anh em thấy không? Lung tung đổ hết. Quá trời đồ. Rồi ok anh Thanh Nguyên, khi nào về ghé anh em làm bài vò lời bài ve nha anh. Hai mũ thay nhau để đội. Tuấn chuẩn bị kế tiếp đây chỉ có phục vụ anh em trên mạng thôi, không làm gì hết, chỉ có phục vụ anh em trên mạng. Chắc chuẩn bị làm một cái số điện thoại đường dây nóng. Ok, phê quá. Xin chào anh trai Thanh Nguyên nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em. Em phải gói đóng bì này gửi máy đi đây ạ. Rồi, xin chào Đình Dũng nhá. Anh em nào có nhu cầu nâng cấp lên Motoscan 7.0 và đồng thời nâng cấp lên Motobox 2.0, anh em vui lòng liên hệ. Tất cả thay vỏ hộp đều làm miễn phí. Ok. 6.3 lên 7 anh em chỉ mất tiền mua 3 cáp này thôi. 1 cáp này. 2 cáp này, 3 cáp 750 nhá. 750 mua 3 cáp này quá rẻ. Để về nhà chúng ta có thể kết hợp mấy Motoscan 7, chúng ta làm kỳ luôn đấy. Sáu chấm một lên 7 hết 800k, anh em bỏ tiền ra mua 3 sợi cáp này 750 nữa là 1.550k đó ạ. Vỏ hộp tất cả công ty đều miễn phí. Ok, đó là lên 7 nhá. Đấy, anh em chỉ cần bỏ thêm tiền thôi, mình mua cáp này thôi. Đấy, 750 3 sợi cáp. Còn từ 5.8 lên 6.3 là 2.8. 2.8 anh em kèm theo 3 cộng cáp này 750 nữa là 3.550.000. Ok. Còn 6.3 lên 7.0 miễn phí, đúng không ạ? Tất cả là miễn phí. Anh em chỉ có tốn tiền mua 3 sợi cáp này thôi. Anh em nào có nhu cầu mua, đúng không ạ, thì tốn 750, không có nhu cầu mua thì tất cả đều là play miễn phí. Anh em nào inbox, đúng không ạ, gửi máy cho mình. Bởi vì sao, đúng không ạ, máy người ta rất nhiều, mình phải gửi trước. Ngày mai thì Tuấn gửi mấy con máy đây, Motocan, Motobox nâng cấp cho những anh em ở khu vực miền Trung, đúng không ạ, Tây Nguyên, đúng không ạ, những khu vực lân cận. Anh em nào có nhu cầu nâng cấp gửi máy về địa chỉ và thì Tuấn sẽ gửi lại cho anh em. Đấy. Rồi, xin chào anh Dầu Tay Ga. Dầu Tay Ga là đẳng cấp lắm ấy. Đồ chơi ở đây hầu như không thiếu thứ gì hết nha anh em. Đồ chơi ở đây không bao giờ có từ là thiếu, bởi vì chỉ có đủ và dư, không bao giờ gọi là từ thiếu. Anh em thấy không? Đấy, cái bàn làm việc của Đình Tuấn nó vứt tá lả này, nhưng đâu nó vào đó hết, bởi vì nó quen rồi. Chúng ta có sợ gì đâu, nhấp nhả là xong.
tùm lum tí tách, đóng thùng 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 thùng. Chỉ có thời gian live stream, chưa có thời gian để sửa. Đẹp không anh em? Chào anh Hùng Trần. Rồi chào em trai Kỳ Nghĩa. Khi nào nổ tài khoản báo anh nhé. Ok. Anh em nào nổ tài khoản thì anh em phải chụp cái màn hình lại gửi cho em. Hoặc nhắn tin bảo em nhận được tài khoản chưa. Đúng không ạ? À mai bữa nào có mấy cái này em bán rẻ lại cho anh em. Đồng hồ còn rất xài, còn mấy con heo đâu hết nhỉ. Ở đây có mấy con heo zin đồng hồ. Mấy đồng hồ này của Wenfa gì đấy nó còn ngon này. Chạy kim nó còn lên luôn. Đây. Cái này để bữa nào mua máy em tặng cho anh em cái này luôn nhỉ. Em nhiều đồ không xài. Đấy, bữa nào đăng lên mấy cái món nào mà mình để ít xài đấy, anh em mua tặng, mua máy tặng luôn. Có thể sau này mua máy tặng thêm cục IC nữa nhỉ. Đấy. IC nhiều lắm. Rồi anh em thấy xe không? Xe gì ở đây? Xe Jupiter gì đây? Rồi cái này Fuel này, KZ RRZ này, à KIZ V71. Rồi này SI này, Novo là X này. Rồi anh em thấy không? Biển cả. Tiền không ấy nha anh em, nếu chỗ này là để mua thì tiền biết bao nhiêu tiền cho đủ. Nhưng mình toán chẳng có tiền, chỉ có đồ thôi. Không có anh Dung Võ ơi, không có anh ơi, mấy xe không có. Rồi xin chào anh em nhé. Mệt lắm. Ngày lên 5-7 toa. Những cái đầu khán hết cổ. Đó là niềm đam mê vui thôi. Rồi em xin chào anh em ạ. À.